Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cho tai nghe Sennheiser Momentum True Wireless 4, một trong những tai nghe True Wireless tốt nhất hiện tại. Bây giờ thì để ghép đôi với lại smartphone hay là laptop, chúng ta sẽ lấy hai tai nghe ra khỏi hộp và sau đó mọi người sẽ chạm giữ hai bên tai cho đến khi trên tai nó thông báo đó là tearing. Thường thì sẽ mất khoảng tầm độ 3 giây nha. Đó là với thiết bị đã kết nối với trước đó, còn với những cái thiết bị mà mới mua chúng ta vừa bóc ra khỏi hộp thì chúng ta không cần phải làm thao tác này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt Bluetooth. Ở đây thì mình sử dụng Android, còn các bạn sử dụng iOS thì cũng làm tương tự nha. Chúng ta kéo xuống và nó sẽ hiện trên thiết bị ở đây, Momentum TW4, và mọi người ấn vào để ghép đôi thôi. Đó, rất là đơn giản. Đó, chờ khoảng tầm độ 5 giây thì nó đã ghép đôi thành công. Bây giờ thì mình sẽ vào cái app nghe nhạc để demo những cái thao tác cảm ứng ở trên tai nhé. Và đầu tiên đó là cái thao tác một lần chạm. Thì cái thao tác này nó sẽ có công dụng như là tạm dừng này, hoặc là chơi nhạc. Hoặc là nếu các bạn có cuộc gọi đến thì các bạn có thể là chạm một lần để nhận cuộc gọi. Hoặc là nếu đang đàm thoại thì có thể chạm để ngắt cuộc gọi nha. Đó, nó sẽ có 4 công dụng khác nhau. Rồi bây giờ thì mình sẽ demo luôn cái công dụng là Place Power trên cái app nghe nhạc nhé. Đây, mình sẽ chạm một lần bên phải này. Đó, dừng rồi. Và chạm một lần nữa thì nó sẽ là chơi nhạc. Chúng ta có thể là thao tác ở hai bên tai thì cái tác dụng nó sẽ tương tự nhau thôi, không có phân biệt gì đâu. Đó, rất là đơn giản đúng không? Tiếp theo sẽ là thao tác tăng giảm âm lượng. Thì với thao tác này, mọi người sẽ chạm giữ nha. Với tai bên trái này sẽ là giảm âm lượng, còn tai bên phải này sẽ là tăng âm lượng. Đây, bây giờ mình sẽ thao tác luôn này. Chạm và giảm này. Đó. Và bên phải sẽ là tăng. Mọi người sẽ ấn giữ nha. Và cái thanh volume này nó sẽ tăng lên từ từ hoặc là giảm đi từ từ. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thao tác đó là hai lần chạm. Thì cái thao tác này nó sẽ giúp mọi người chuyển bài. Đối với lại tai bên phải sẽ là next sang bài hát tiếp theo, còn tai bên trái sẽ là quay trở lại bài hát trước đó chúng ta vừa nghe. Đây thì mình sẽ chạm luôn nhá. 1 2 này. Đó, đã next sang bài hát tiếp theo rồi. Và ở bên trái sẽ là quay trở lại. Vì là một cái sản phẩm cao cấp nên là những cái thao tác cảm ứng ở trên cái chiếc Sennheiser Momentum True Wireless 4 này nó rất là nhạy và hiệu quả. Chúng ta cần chạm nhẹ thôi là nó đã nhận rồi. Tiếp theo sẽ là cái thao tác 3 lần chạm. Thì thao tác này nó sẽ có công dụng khác nhau ở trên hai bên tai. Đầu tiên là đối với tai bên trái thì nó sẽ có tác dụng giúp chúng ta tắt hoặc là bật chống ồn. Và mọi người sẽ ấn 3 lần nha. 1, 2, 3 này. Đó, thì nó gọi sẽ tiếng thông báo tích một cái ở trên tai trái. Thì nó sẽ cho chúng ta biết được là đã chống ồn hay chưa. Và đối với lại tai bên phải thì nếu các bạn chạm 3 lần nó sẽ gọi ra trợ lý ảo. Đây, bây giờ mình sẽ thao tác luôn này. 1, 2, 3 này. Đó, nó đã gọi ra trợ lý ảo rồi. Và những cái thao tác này thì mọi người hoàn toàn có thể là thay đổi được, hoặc là cài đặt một cái công dụng khác ở trên cái phần mềm của cái Sennheiser này thì nó sẽ cho chúng ta tùy chỉnh được rất là linh hoạt. Bây giờ thì mình sẽ vào cái app của Sennheiser để giới thiệu với mọi người những cái tính năng mà cái app này có nha. Và chúng ta sẽ tải cái app có tên là Sennheiser Smart Control, ở trên iOS lẫn Android đều có. Thì đây chính là cái giao diện chính của cái app Sennheiser Momentum True Wireless 4. Các bạn sẽ mất khoảng tầm 5-10 giây nhé để cái phần mềm này nó nhận thiết bị từ khi mà các bạn mở nó lên đấy. Và đây thì chúng ta có thấy là cái trạng thái thông báo của pin trên hai tai này và cây sạc này, rồi các danh sách thiết bị đã kết nối với nó. Cái tai nghe này thì nó sẽ cho phép chúng ta kết nối với đồng thời nhiều thiết bị khác nhau, nên là mọi người không cần phải reset hay là trải về chế độ pairing khi mà muốn ghép đối lại với những thiết bị trước đó. Khá là hay. Mục My Sound này thì sẽ cho phép chúng ta tùy chỉnh EQ. Các bạn có thể là chỉnh thủ công ở đây, từng giải tần khác nhau, hoặc là chọn chế độ Bass Boost để tăng âm trầm. Rồi chế độ Postcard thì ưu tiên giọng nói này. Và bên này sẽ là một cái mục đó là Sound Personalization. Cái mục này thì mọi người muốn kích hoạt thì chúng ta phải đăng ký một cái tài khoản và đăng nhập vào đây. Thì Sennheiser họ có nói là họ sử dụng những cái công nghệ và những cái thuật toán khá là phức tạp để cái tai nghe này nó sẽ phát ra những cái tần số khác nhau, đo cái độ nhạy của tai mỗi người để từ đó sử dụng cái thuật toán nội suy và cho ra một cái profile âm thanh thích hợp nhất với từng người khác nhau nhé. Cá nhân mình thấy thì cái tính năng này nó khá là thú vị và hợp với mình. Và tiếp theo thì đó là cái mục mà chống ồn, Adaptive Noise Cancellation. Ở đây chúng ta có 3 chế độ khác nhau này, chế độ thông thường, không có chống ồn cũng không có xuyên âm. Anti-Wind là chế độ lọc gió khi các bạn đi ngoài trời, và chế độ chống ồn. Thì cái mục Transparent này sẽ cho phép chúng ta tùy chỉnh nhiều nước khác nhau. Và ngoài ra thì nó sẽ có một cái chế độ đó là Auto Pause, nghĩa là khi các bạn dừng nhạc thì nó sẽ tự động bật cái xuyên âm lên. Bởi vì
họ cho rằng là khi mà chúng ta đang nghe nhạc mà chúng ta tắt nhạc đi thì mặc định là chúng ta sẽ phải giao tiếp hoặc là nghe âm thanh xung quanh, thì lúc đó chúng ta cần bật chống ồn. Mọi người là cần bật xuyên âm. Đó, và cái phone call này thì cũng sẽ có ba cái mức độ nhạy khác nhau, gồm có low, mid và high. Tiếp theo sẽ là mục touch control, thì đây sẽ là cái nơi mà chúng ta có thể là điều chỉnh nhiều các cái thao tác cảm ứng khác nhau ở trên hai tai. Ở đây ví dụ như là ba chạm thì sẽ để là mặc định là noise cancelling này. Chúng ta có thể ấn vào để chuyển sang một cái thao tác khác như là chuyển bài hoặc là tăng giảm âm lượng, thì tùy mọi người. Chúng ta có thể là tùy chỉnh lại cho phù hợp với lại thói quen sử dụng nhé. Và cái fit step này thì sẽ là cái mục mà giúp chúng ta có thể là đo cái độ fit tai khi mà chúng ta đeo tai nghe lên. Nếu anh em đeo chưa fit thì nó sẽ hướng dẫn mọi người đeo lại sau đó cho nó tối ưu nhất. Cái mục sound zone này cũng rất là hay. Cái sound zone này thì chúng ta cũng sẽ phải đăng nhập một cái tài khoản và nó sẽ sử dụng GPS trên điện thoại để xác định vị trí. Nôm na là khi mà chúng ta đến cơ quan chẳng hạn, mọi người muốn giao tiếp với lại đồng nghiệp hay là sếp thì chúng ta sẽ phải tắt chống ồn và bật xuyên âm lên, đúng không? Thì chúng ta sẽ set cái tác dụng đó khi mà chúng ta đến cơ quan, vị trí ở cơ quan ấy. Còn khi mọi người về nhà, chúng ta muốn chống ồn để không phải nghe những cái âm thanh tạp âm bên ngoài thì chúng ta có thể là set bật chống ồn khi mà về nhà. Thì cái tính năng sound zone này nó sẽ giúp mọi người làm được điều đấy một cách tự động dựa trên cái GPS của điện thoại. Và cuối cùng sẽ là cái mục setting này thì sẽ cho phép chúng ta tùy chọn cái codec âm thanh này. Thì chúng ta có 3-4 cái codec khác nhau, gồm có là standard chế độ thông thường, lavatory là sẽ giúp mọi người giảm cái năng lượng kết nối, nó sẽ tối ưu nhất cho cái thời lượng pin, và high res là cái aesthetic lockless chế độ cao nhất cho phép chúng ta truyền tải âm thanh ở độ phân giải cao. Lockless này thì sẽ ít hơn một chút ở mức là 16 bit và 44 kHz. Thì mình thấy là mình để cái high res này thì nó có tốn pin hơn một chút, tuy nhiên là về độ ổn định thì nó cũng rất là tốt rồi, nó không có giống như là cái LDAC của Sony đâu. Khi mà mọi người để điện thoại một chỗ chúng ta đi lại thì nó cũng không có bị chập chờn hay là mất kết nối, khá là hay. Và tiếp theo nữa thì sẽ là cái mục Battery Eco, là cái chế độ mà giúp chúng ta tiết kiệm pin nhất có thể. Thì nó sẽ hạn chế một số các cái như kiểu là về codec nha, độ phân giải cao hay là những cái chống ồn vân vân. Smart Pulse là cái mà chúng ta bỏ tai nghe ra thì nó sẽ tạm dừng nhạc, nó cảm biến tiệm cận thôi. Auto Upset Call thì cái này mình có trình bày trong video review rồi. Đấy, khi mà các bạn kết nối và chúng ta có cuộc gọi đến chẳng hạn, mọi người chỉ cần nhắc tai nghe ra thì nó sẽ tự động nhận cuộc gọi nhé. Auto Power Off thì sẽ là cái tự động tắt sau một khoảng thời gian không dùng. Đây, chúng ta có nhiều mức khác nhau, gồm 15 này, 60 và 30 phút tùy mọi người. Mình thì mình để Never. Tiếp theo là cái Tone và Voice, thì cái này nó là cái thông báo ở trên tai thôi. Mọi người có thể là chỉnh sang nhiều ngôn ngữ như là tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, vân vân. Mình thì để tiếng Anh cho nó phổ thông thôi, mình không biết ngoại ngữ khác. Cái này là thông tin về sản phẩm này. Factory Reset là cái khôi phục cài đặt gốc, mọi người có thể reset bằng cái mục này nhé. Và chế độ Battery Protection Mode, đây là cái chế độ mà giúp bảo vệ pin tốt hơn. Nôm na thì nếu như pin của các bạn yếu ấy, thì nó sẽ ưu tiên cái dòng điện vào cao để mà cái thời lượng pin nó sẽ sạc được nhanh hơn. Còn khi mà pin nó đã sạc gần đầy rồi thì nó sẽ giảm cái điện áp xuống để cho pin nó đỡ nóng và qua đó kéo dài tuổi thọ pin, một tính năng khá là thông minh. Còn cái bên dưới này thì mình đã có trình bày hết rồi, thì cơ bản thì nó cũng chỉ có vậy thôi. Và đó là toàn bộ những cái nội dung của cái phần mềm cũng như là cái thao tác cảm ứng trên chiếc Sennheiser Momentum Trualit 4. Một cái lưu ý nhỏ cuối cùng đó là khi mà sử dụng những cái tai nghe không dây như thế này, trong nhiều video mình đã có đề cập rồi, các bạn nên sử dụng cái cụt sạc điện áp thấp, kể cả là tai nghe nó có chế độ bảo vệ pin hay không chăng nữa thì chúng ta vẫn nên sử dụng những cụt sạc như vậy để đảm bảo được cái tuổi thọ pin nó lâu nhất có thể. Và chúng ta cũng nên bảo quản tai nghe ở những vị trí khô thoáng, tránh xa nguồn nước và hơi ẩm, những cái thứ mà ảnh hưởng đến cái linh kiện bên trong của tai nghe. Đó là toàn bộ những cái nội dung mà mình muốn trình bày. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.